thương các con của con. Con không muốn ảnh bỏ rơi các con của con. Con phải giả điên giả dại mới giữ được ảnh ở bên cạnh mẹ, ở bên cạnh các con của con. Mẹ ơi, mẹ làm khổ con. Tại mẹ mà con khổ như vậy nè Lệ Bình ơi. Không, không, không. Mẹ không có lỗi gì cả. Là tại con. Vì con quá yêu, vì con quá cố chấp, con không chịu buông bỏ. Chính vì vậy mà con đã làm cho tất cả những người thân yêu của con bị tổn thương. Tại con. Con vô trong nhà nghe, đợi chồng con về. Mẹ về rồi khi nào mẹ rảnh mẹ qua thăm con nghe. Dạ. Mẹ nhớ đi cẩn thận nha mẹ. Con nhớ mẹ lắm đó. Con xin lỗi mẹ. Con đã làm mẹ phải khổ tâm vì con. Anh nhìn hình coi, hồi đó em làm cô dâu đẹp không? Đẹp. Đẹp lắm á. Em là cô dâu đẹp nhất trên đời luôn. Anh nè. Trễ rồi. Đi ngủ nha. Mai còn phải đi công tác nữa. Anh cứ đi công tác hoài, bỏ em ở nhà một mình buồn lắm. Anh phải đi công tác chứ. Anh còn phải lo cho công ty, còn lo cho gia đình mình nữa. Thông cảm cho anh nha. Em yêu anh nhất. Anh làm gì em cũng ủng hộ hết. Đợi anh xíu nha. Anh đi vô đó lấy nước nóng cho em ngâm chân, cho nó dễ ngủ. Nhớ đừng có đi ra ngoài sân nha. Thiên ơi, mẹ xin lỗi con. Vì mẹ mà con phải gồng lên diễn thay ba con, an ủi chăm sóc mẹ. Mẹ biết làm sao đây? Tại sao ba con lại không đến thăm mẹ nữa? Ba con đã quên mẹ thật rồi sao? Chị, có ai đứng ngoài cửa kìa. Anh Nam về đó. Đi ra mở cửa, đi ra mở cửa cho anh đi. Anh Nam về kìa. Cô ơi cô. Dạ không phải đâu à, chắc là người đi đường đó cô à, thôi 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 mình vào nhà nha cô. Nha nha. Đi cô. Đi đi. Đi cô. Con về rồi sao Hoàng Quanh? Sao con không vào thăm mẹ? Bao nhiêu năm rồi mẹ chưa được nhìn thấy gương mặt con, chưa được nắm tay con, chưa được thấy con đã trở thành thiếu nữ như thế nào. Bé Quanh của mẹ, con sợ mẹ đúng không? Những cơn điên dại bất chợt của mẹ đã làm cho con không dám đến gần mẹ nữa. Mẹ xin lỗi con. Bé Quanh của mẹ ơi. Lệ Bình, mẹ làm khổ con rồi.
Mẹ làm con khổ rồi con ơi. Nhìn lúc con muốn nói ra sự thật nhưng lại không dám, vì sợ mẹ rồi anh Nam và các con của con sẽ đối xử với con ra sao khi mà biết con giả điên. Rồi anh Nam có bỏ con mà đi nữa hay không? Các con của con có chịu tha thứ cho con hay không? Rồi mẹ sẽ phải dằn vặt, phải khổ tâm vì con nữa. Mẹ ơi, bao năm qua con giả điên giả dại như vậy, tự dằn vặt bản thân mình, muốn nói rồi lại không dám nói. Vậy mà cũng kéo dài suốt 20 năm. Em giả đi suốt 20 năm sao? Tại sao em làm như vậy? Tại sao lại giữ chừng tôi bằng cách ngu ngốc như vậy hả? Là tại mẹ. Tất cả là lỗi của mẹ. Mẹ đã đẩy Lệ Bình về phía con. Mẹ đã giữ Lệ Bình cho công ty. Mẹ đã tìm cách cắt đứt tình yêu của con và Tôn Cúc. Mẹ đẩy tất cả các con vào bể khổ. Là tại mẹ. Tại mẹ. Không, không phải là do mẹ, là do em. Tất cả là do em. Anh đừng trách mẹ. Không phải tại mẹ đâu. Em nói em thương tôi, em thương các con. Vậy mà suốt bao năm qua em giả điên, em để cho hai con của mình phải sống thiếu tình thương của một người mẹ, sống thiếu sự chăm sóc của em. Sao em lại nhẫn tâm vậy Bình? Anh hỏi tại sao em nhẫn tâm? Vậy thì anh hãy nghĩ lại bản thân của anh đi. Anh thử nghĩ xem lúc đó em phải làm sao. Em phải làm sao để có anh được ở bên cạnh. Em đã nghĩ nát đầu nát óc để làm sao. Anh đừng bỏ rơi hai đứa con của em. Em phải giả điên giả dại thì anh mới không đến nhà của cô ta. Con em sinh ra thì phải có mặt cha của nó trên cuộc đời này suốt. Nhưng bao năm qua cô có thấy tôi đã là một người cha đúng nghĩa hay chưa? Vì em điên dại nên Hoàng Thiên luôn chống đối tôi. Hoàng Oanh nó thiếu đi tình thương của một người mẹ. Chỉ có một người mẹ điên khùng nên tôi đã không thể cho nó có một tuổi thơ hồn nhiên để kết bạn ở bên ngoài. Tôi phải đẩy nó đi học thật xa. Là tại em bày trò ngu ngốc nên tất cả phải khổ lụy vì em. Phải, em không nên có mặt trên cuộc đời này. Em không nên có mặt trên cuộc đời này. Phải là như vậy. Phải là như vậy. Bình, em không nên có mặt trên cuộc đời này. Để em chết đi. Để em chết đi. Em chết thì giải quyết được gì? Em chết rồi hai con mình sống ra làm sao? Em nghĩ là anh với mẹ có thể sống tiếp phần đời còn lại được sao hả Bình? Em xin lỗi vì quá yêu anh mà em làm trò ngu ngốc. Em xin lỗi. Xin mẹ, em xin anh đừng cho hai đứa nhỏ biết. Em không muốn tụi nó đau khổ vì em nữa. Em xin anh. Em xin anh. Em